Con còn đau không Ngọc? Ba xin lỗi con nha. Thật sự á, khi biết con là con gái của ba rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vì có thể tìm được đứa con gái ruột của mình. Nhưng nó đến quá nhanh, làm ba chưa quen á, vì suốt 27 năm qua đó là ba dành tình cảm cho con Quyên hết. Nên giữa ba và con nó còn có cái khoảng cách, mà con cũng nên hy sinh cho con Quyên đi, vì suốt 27 năm qua đó nó sống trong cực khổ, còn con thì con sống trong sung sướng, thì coi như là một phần đền bù đi ha. Con không có trách hay là giận ba gì hết, con cũng không trách tại sao sự việc lại xảy ra như vậy. Bây giờ thì con hạnh phúc bởi vì là con biết rõ thân phận của mình rồi. Ba biết á, bên ngoài con rất là mạnh mẽ, nhưng bên trong con rất là yếu đuối. Ba biết hết tất cả. Con không biết tại sao mình đã làm sai chuyện gì mà mọi người lại đối xử với con như vậy. Mẹ thì lạnh nhạt thờ ơ, còn ba thì khó hiểu. Con biết là con không nên đòi hỏi hay gì hết, nhưng mà mọi người đối xử với con như vậy, đôi khi con nghĩ là con là người gây ra mọi chuyện đấy. Ba xin lỗi con, vì chưa lo cho con được một ngày nào hết mà đã quyết định bắt con phải làm cái này làm cái kia. Ba có lỗi với con rất nhiều lắm, nhưng ba không muốn con gần gũi với thằng Toàn nữa. Vì con Quyên nó đã thua thiệt 27 năm nay rồi, nó sống trong cực khổ. Còn lại thì con sống trong nhung lụa giàu sang, thành ra là con hy sinh cho nó đi ha. Nghe lời ba nha con. Ba, ba có sao không? Ba đau, ba Ngọc ơi. Ba đau quá. Mau đưa ông đi bệnh viện đi. Biết ba có bị sao không nữa? Không sao đâu con, bác sĩ ở đây người ta giỏi lắm, con an tâm đi nha. Anh kéo tôi lên đây làm gì vậy hả? Ổng có bệnh chết tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi đi về đây. Quyên, lúc này là ba con cần con lắm đó Quyên. Ba tôi ổng chết rồi, ổng không có liên quan gì tới cuộc đời của tôi hết á. Ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ tôi bác sĩ, ba tôi bị bệnh gì vậy? Bây giờ ba cô cần phải thay thận gấp, vì ông ấy còn một quả thận nhưng mà đã bị hư rồi. Nếu mà không khai nhanh á thì rất là khó giữ được tính mạng. Tại sao? Tại sao ba tôi có một quả thận hả? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ ba cô đang bị ngất thì không thể nào hỏi được. Còn bây giờ bệnh viện á không có quả thận nào phù hợp với ông ấy hết. Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng giúp nhiều được bác sĩ. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu được hết bác sĩ. Đúng rồi đó, bao nhiêu tiền chúng tôi đều trả hết. Nếu như bây giờ chúng tôi đợi người hiến tặng thì phải xét nghiệm với ông ấy xem có phù hợp hay không. Nhưng mà bây giờ ông ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mọi người tính sao thì tính. Tôi sẽ hiến thận cho ba tôi. Bây giờ đi xét nghiệm đi bác sĩ. Không được, nếu hiến thận sức khỏe của em sẽ bị yếu. Không lẽ em để ba mình chết sao? Bây giờ em còn trẻ, chỉ cần ăn uống điều độ là khỏe rồi. Bác sĩ, mình đi thôi. Đạo đức giả, để coi được bao lâu. Cô yên cái miệng đi, không giúp được gì thôi. Đừng có ở đây mà nói những lời không tốt đẹp. Không thể như vậy được. Không lẽ ông đổ qua thận ông để lấy trái tim cuốn con Quyên hay sao vậy ta? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy hả? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chuyện nó là như vậy. Khi mẹ sinh con ra là con đã bị tim bẩm sinh rồi. Mẹ đang làm hồ sơ để bác sĩ chữa trị cho con, thì bác sĩ lại báo là con không có bị nữa. Không lẽ ông ấy, ông đã lấy quả thận của ông để đỡ trái tim chữa cho con hay sao? Chứ ông nghèo như vậy làm gì có tiền mà mua tim để chữa cho con chứ. Không bao giờ có chuyện đó được. Làm sao ông dám hy sinh quả thận của mình để đổi tim cho con? Mẹ đừng có bịa chuyện để con thương hại ông nha. Không bao giờ. Mẹ nói cho con biết đó là sự thật. Sự thật đó con. Cô đừng có lo lắng quá, từ từ Quy cũng sẽ hiểu thôi mà. Bây giờ quan trọng là cuộc hôn thật của ba Ngọc thôi. Chú ăn trái cây đi cho mau khỏi bệnh. Được rồi, chú cảm ơn con nhiều nha. Chú nghe bác sĩ nói là có một nhà hảo tâm hiến thận cho chú, nhưng mà chú không nghĩ vậy. Có phải cái thận này là của con Ngọc đúng không? Sao chú biết hay vậy? Nó là con gái chú mà, sao mà chú không biết được? Nó là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương. Mặc dù chú chưa nuôi nó được ngày nào, nhưng nó vẫn hiến thận cho chú. Bây giờ nó còn ở trong bệnh viện không? Để chú vô thăm nó. Thôi chú cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Bây giờ ở trong bệnh viện có mẹ Ngọc chăm sóc rồi. Chú vô đó anh không giúp mẫu nữa. Làm sao mà chú bỏ nó một mình trong bệnh viện được?
chú phải đi vô thăm nó một lát rồi về. Chứ ở nhà chú lo lắm. Ồ, con về rồi hả? Ba khỏe chưa? Ba có sao không? Ba khỏe rồi. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Vì con đã cho ba một quả thận. Mà ba già rồi thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà tại sao con phải làm như vậy để ảnh hưởng sức khỏe của con thì sao? Chỉ cần ba vui và hạnh phúc là con cũng thấy vui rồi. Với lại bây giờ con cũng chỉ cần ăn uống điều độ là khỏe thôi ba. Ba cảm ơn con nhiều lắm nha Ngọc. Ba ơi, con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Con có làm gì đâu mà con xin lỗi. Con đã biết hết mọi sự thật rồi. Con còn sống ngày hôm nay á là do ba đã hy sinh quả thận của mình để đổi lấy tim cho con. Vậy mà con đối xử tệ bạc với ba. Con xin lỗi ba nhiều. Không sao đâu con. Ba không trách gì con đâu. Mà từ bây giờ ba chỉ cần con với Ngọc thương yêu nhau như chị em là ba vui lắm rồi ha. Không có sao đâu con ơi. Con biết như vậy là tốt rồi. Gia đình mình á sẽ là một gia đình hạnh phúc con ha. Vậy là bây giờ chúng ta có cả ba và mẹ đấy. Em xin lỗi anh chị vì thời gian qua em đã phá hoại hạnh phúc của hai người. Mong hai người hãy bỏ qua cho em nha. Anh với Ngọc có giận em đâu. Cảm ơn em đã đến để cho anh và Ngọc hiểu nhau hơn, để cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn, để biết được anh và Ngọc cần nhau như thế nào. Chúng mình mãi là hai chị em tốt của nhau nhé. Đương nhiên chúng mình sẽ là chị em của nhau rồi. Nhưng mà chị Ngọc là chị nha. Với lại hai người á, tranh thủ cưới nhau đi, để em với ba mẹ còn ăn đám cưới nữa. Đúng rồi đó. Bây giờ hai đứa làm đám cưới đi, để ba với mẹ con á, cũng là mong có cháu bồng lắm rồi đó. Có nói vậy đúng không chị? Đúng rồi đó anh. Tôi cũng nôn lắm chứ. Mà tụi nó cứ hẹn hoài à, nó có chịu đâu. Mình cưới nhau nha em. Anh hứa sẽ bảo vệ cho em. Em đồng ý nha. Em đồng ý. Cảm ơn em đã đồng ý cưới anh nha.